Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 1 tháng 2. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 1 tháng 2 năm 1931 là ngày sinh của Boris Yeltsin. Ông là chính trị gia người Liên Xô và Nga, là tổng thống đầu tiên của nước Nga. Nam diễn viên người Hồng Kông Lương Gia Huy, anh sinh ngày 1 tháng 2 năm 1958. Tên tiếng Anh của anh là Tony Lương, và để phân biệt với Lương Triều Vĩ, người ta thường gọi anh bằng biệt danh là Big Tony. Nam ca sĩ người Anh quốc, thành viên nhóm nhạc One Direction Harry Styles, anh sinh ngày 1 tháng 2 năm 1994. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 1981 là ngày mất của John Wilkes Douglas Sr. Ông là kỹ sư và doanh nhân người Mỹ, là người thành lập công ty máy bay Douglas. Sự kiện: ngày 1 tháng 2 năm 1884, quyển đầu tiên từ A đến ANT của từ điển tiếng Anh Oxford được phát hành. Vào ngày này năm 1887 là ngày ra đời của vùng đất Hollywood. Đến năm 1903, Hollywood được hưởng quy chế của một thành phố và năm 1910 được sáp nhập vào Los Angeles. Ngân hàng Shinhan, ngân hàng lâu đời nhất ở Hàn Quốc, được thành lập tại Seoul vào ngày 1 tháng 2 năm 1897. Vào ngày này năm 1964, ban nhạc The Beatles có bản hit đầu tiên tại Hoa Kỳ có tựa đề là I Want to Hold Your Hand. Kuala Lumpur trở thành một lãnh thổ liên bang của Malaysia vào ngày 1 tháng 2 năm 1972. Ngày 1 tháng 2 năm 1999, mã Morse bị loại bỏ trong ngành thông tin hàng hải, thay vào đó là hệ thống định vị vệ tinh. Tòa nhà cao nhất Liên minh châu Âu là The Shard tại London được mở cửa cho công chúng vào ngày 1 tháng 2 năm 2013. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.